Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì tại Đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Từ ba chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, ngân hàng chính sách xã hội đã có hơn 20 chương trình tín dụng được thiết kế thành hệ thống chính sách đồng bộ, hỗ trợ đa chiều, giúp giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo, đối tượng chính sách khác. Đến nay, cả nước có khoảng 42.800.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách được vay vốn với doanh số cho vay hơn 830.000 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2014, chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Qua 20 năm, tín dụng chính sách đã giúp 6,3 triệu hộ gia đình thoát nghèo, 5,9 triệu người có việc làm, 3,8 triệu học sinh sinh viên nghèo được tiếp tục đến trường và hàng chục triệu công trình vệ sinh nước sạch được xây dựng nhằm cải thiện chất lượng sống cho người nghèo. 20 năm qua, tín dụng chính sách đã khẳng định là một cấu phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng và nhà nước.